Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy chung nu nghe chú anh chị. Nè, hoa quá trời hoa luôn ha. Lá chung ha. Cây thành phẩm luôn rồi. Cái này có chậu thì em ship chậu cho mình luôn. Đó, hoa là rất là thơm ha. Nè, chung nu là cu cục luôn nghe cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là 230. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Mã số 230. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 350 thôi. Này để rẻ anh chị chơi ha. Còn mấy cây nữa hết rồi. Cả chậu luôn ha anh chị. 231. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 231. Rồi cũng 350.000. Tặng cái chậu luôn. 232. Quanh 15. Chiều cao 26. Mã số 232. Rồi cũng 350.000 anh chị. Còn mấy cái này không có chậu để rẻ của chú anh chị để chơi luôn. 233. Quanh 15. Chiều cao 24. Mã số 233. 300.000. Quanh cái này là 15. Chiều cao 21. Mã số 234. Rồi cũng 300.000 chị ơi. Bao ship cho mình luôn ha cô chú anh chị. Đó, mai chiếu thủy chung nu nè, này nu cục vậy nè. Cái này mình về để bàn trà được tuyệt vời luôn nha anh chị. Giá khá là rẻ luôn. 235. 235. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Mã số 235. Rồi cũng 300.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. 236. Này cô chú anh chị này thấy cái co rất là đẹp ha. 14. Chiều cao 20. Mã số 236. 236. Rồi cũng 300.000 thôi chị ơi. 237. 237. Quanh chỗ này là 15. Chiều cao 22. Mã số 237. Rồi 300.000. 238. 238. Quanh đây là 14. Quanh 14. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Mã số 238. Rồi cũng 300.000. 239. Hoa quá hoa luôn. Tàn đều ghen nghe chị. Đó nè, nu nè, cục. Quanh đây là 15. Chiều cao 21. Mã số 239. Rồi cũng 300.000. 240. Nu nè chị. Mai chiếu thủy chung nu ha. Đó, lá chung. Cây này hoa rất là sai hoa ha. Quanh chỗ này là 17. Quanh 17. Chiều cao 22. Chiều cao 22. Mã số 240. Rồi cũng 300.000. 241. 241.
hoành 16, chiều cao 23, mã số 241. Rồi cũng 300.000. 242. Cây này trùng nụ nó nụ cục luôn. Quanh 11, chiều cao 24, mã số 242. Thì cũng 300.000 thôi chị. 243. Quanh 13, chiều cao 21, mã số 243. Rồi 300.000. 244. Chị coi nó nụ ha. Đó. Cây cốt rất là to. 16, chiều cao 23, mã số 244. Rồi 300.000 anh chị. 245. Quanh cho là 19, chiều cao 21, mã số 245. 300.000. 246. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 246. Rồi cũng 300.000. 247. Này to nghe chị. Chà bá luôn. Mà nó bị mẹ miếng chỗ này một chút. Quanh 18. Chiều cao 24. Mã số 247. Rồi cái này 250 thôi chị, bao ship luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha.
này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú chị. Này rất là dày nghe cô chú chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình á. Cỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây em đã xài rồi nghe cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nghe anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nghe của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nha cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp.
bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á. Mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Đây là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nó nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ với